bên phía đội chủ nhà cũng như là huấn luyện viên Phan Anh Hùng thì đây sẽ là trận đấu không khoan nhượng, một trận đấu tất tay và một trận đấu không có chỗ cho tình cảm. Vẫn là Văn Quyết. Thành Lương. Thành Lương đã bị phạm lỗi. Còn ở vòng đấu trước trên sân nhà, câu lạc bộ Hà Nội đã có một thế trận lấn lướt trước câu lạc bộ Quảng Nam và có được chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất ở phút thứ 75 do công của Văn Quyết với nỗ lực bên phía cánh phải và kiến tạo của Hoàng Vũ Samson, cầu thủ vừa bị phạm lỗi. Oseni. Patio, nỗ lực vừa rồi là của Thành Lương. Văn Quyết đã bị kéo người. Dương Thanh Hào là người đã bị thổi phạt. Xin được nhắc lại là Văn Quyết ở mùa giải năm ngoái trong trận lượt về giữa hai đội trên sân Cẩm Phả, anh đã ghi bàn thắng quý như vàng ở phút 90+3. Tốc độ của Văn Quyết. Pha phạm lỗi của Thanh Hiền. Thanh Hiền, Văn Quyết và Mạc Hồng Quân là những cầu thủ rất thân với nhau ở ngoài đời. Trong tình huống này thì Thanh Hiền đã buộc phải phạm lỗi. Văn Dũng. Thanh Hiền vừa rồi lại phạm lỗi, lần này anh phạm lỗi đối với Quang Hải và phải nhận thẻ vàng. Đó là thẻ vàng thứ hai trong trận đấu này. Pha để mất bóng là của Thành Lương. Anthony Stevens của Hải Phòng và SC Amuhu của sở số kiến thiết Cần Thơ. Đã có pha phạm lỗi của Văn Quyết đối với thủ môn Hoài Anh. Có động tác thừa của Văn Quyết, nhưng đó không phải là một tình huống phạm lỗi quá nặng và trọng tài đã không rút thẻ đối với số 10 của câu lạc bộ Hà Nội. Các trận đấu thuộc lượt trận cuối cùng của giải vô địch quốc gia năm nay đang diễn ra đầy hấp dẫn. Việc để cho đội chủ nhà Thao Quảng Ninh gỡ hòa hai đều đến thời điểm này thì người đáng trách nhất đó chính là đội trưởng Hoàng Vũ Samson. Cả hiệp 1 và hiệp 2 anh đều đã có những cơ hội ngon ăn 10-10, đều là những tình huống đối mặt với thủ môn đối phương. Tinh thần thi đấu của Thao Quảng Ninh đang lên rất cao. Mạc Hồng Quân. Pha phạm lỗi của Văn Quyết và anh đã phải nhận thẻ vàng. Một pha phạm lỗi khá rõ ràng của Văn Quyết với Mạc Hồng Quân. Xin được nhắc lại là trận lượt đi giữa hai đội tại giải vô địch quốc gia mùa giải năm nay ngay ở vòng đấu khai màn trên sân hàng đấy kết thúc với 5 bàn thắng và chiến thắng 3-2 thuộc về đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội. Và đến thời điểm này dù chỉ là những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai nhưng đã có 4 bàn thắng được ghi trên sân Cẩm Phả. Chuyền hơi non của Quang Hải. Nhưng Xuân Tú. Vẫn là Xuân Tú. Sẽ có quả đá phạt dành cho đội chủ nhà. Tốc độ của Nghiêm Xuân Tú đã buộc cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội phải phạm lỗi. Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng đầy tốc độ của Nghiêm Xuân Tú và Quang Hải đã buộc phải phạm lỗi với anh. Thành Lương. Quang Hải đá phạt cho câu lạc bộ Hà Nội.
hứng chịu nhiều cơ hội nguy hiểm từ phía đội khách, nhưng những nỗ lực của đội chủ nhà đã giúp cho Thái Quảng Ninh có được liên tiếp 3 bàn thắng. Cơ hội để cho câu lạc bộ Quảng Nam lần đầu tiên vô địch giải vô địch quốc gia sau khi chuyển sang tên gọi là V-League là rất lớn. Văn Quyết tiếp tục là người bị thổi phạt và anh không hài lòng với quyết định của trọng tài người Singapore, ông Nathan Chan. Để hỗ trợ trong những tình huống tranh cướp bóng ở giữa sân và đồng thời để thực hiện những pha kiến tạo cho các đồng đội của mình ở phía trên. Đá phạt cho câu lạc bộ Hà Nội. Trong những tình huống tấn công vừa rồi của đội chủ nhà, nếu như Vũ Minh Tuấn và Mạc Hồng Quân chuyền bóng mạnh hơn một chút nữa thì đã có cơ hội dành cho Diachenko. Hồng Quân, một trận đấu đến thời điểm này là khá hay của Mạc Hồng Quân. Agnon. Loris Agnon bị phạm lỗi. Mạc Hồng Quân thì đang tỏ ra rất đau đớn ở trên sân và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem điều gì đã xảy ra. Không biết là Loris Agnon đã có động tác trả đũa hay không. Đã có động tác thừa của Loris Agnon, anh đã dùng chân phải để đá vào vùng vai của Mạc Hồng Quân. Và trọng tài người Singapore, ông Nathan Chan, không biết là sẽ đưa ra quyết định như thế nào sau khi tham khảo ý kiến từ các trợ lý của mình. Trận đấu đang diễn ra khá căng thẳng. Trọng tài Nathan Chan là trọng tài còn khá trẻ tuổi, năm nay mới 26 tuổi. Như vậy là sau tình huống va chạm vừa rồi thì cả Mạc Hồng Quân và Loris Agnon mỗi người phải nhận một thẻ vàng. Samson. Cơ hội. Văn Quyết. Đường chuyền không tới được vị trí của Oseni. Và Quang Hải bị phạm lỗi. Pha che chắn khá khôn khéo của Quang Hải giúp cho câu lạc bộ Hà Nội có được một quả đá phạt trực tiếp. Cả Loris Agnon và Oseni đều đã nhảy lên tranh cướp bóng nhưng đã không thể thực hiện cú đánh đầu. Trận đấu vẫn đang khá nóng ở trên sân. Nghiêm Xuân Tú là người đang nằm sân. Phút thứ 89 rồi và câu lạc bộ Hà Nội lần thứ hai trong trận đấu bị đội chủ nhà Thái Quảng Ninh dẫn bàn dù đã có được 2 bàn thắng dẫn trước. Chúng ta vừa được xem lại tình huống cùi trỏ của Văn Quyết đối với Nghiêm Xuân Tú. Có lẽ là việc đội nhà từ việc dẫn 2 bàn có cơ hội để lên ngôi vô địch, bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình. Và bây giờ đang ở những phút cuối và bị dẫn bàn khiến cho Văn Quyết không giữ được sự bình tĩnh. Trận đấu vẫn đang khá nóng ở trên sân. Nghiêm Xuân Tú là người đang nằm sân. Phút thứ 89 rồi và câu lạc bộ Hà Nội lần thứ hai trong trận đấu bị đội chủ nhà Thái Quảng Ninh dẫn bàn dù đã có được 2 bàn thắng dẫn trước.
Chúng ta vừa được xem lại tình huống cùi trỏ của Văn Quyết đối với Nghiêm Xuân Tú. Có lẽ là việc đội nhà từ việc dẫn hai bàn có cơ hội để lên ngôi vô địch, bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình, và bây giờ đang ở những phút cuối và bị dẫn bàn khiến cho Văn Quyết không giữ được sự bình tĩnh.